Đã đến dịp Tết Trung Thu, nhưng thành phố Đà Nẵng vẫn đang thực hiện giãn cách để phòng chống dịch. Học sinh chưa thể đến trường. Để các em học sinh có đủ đầy niềm vui, nhiều trường học trên địa bàn thành phố có các hình thức đón Tết Trung Thu phong phú sáng tạo. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với lễ hội trăng rằm trực tuyến của cô và trò trường Mầm Non Bình Minh, phường Thuận Phước, quận Hải Châu. Thương học sinh không thể có ngày Tết Trung Thu đúng nghĩa, rước đèn, phá cỗ như mọi năm. Liên tục suốt cả tuần nay, các cô giáo trường Mầm Non Bình Minh đã cùng nhau trang trí cho sân khấu của đêm hội trăng rằm. Cũng chị Hằng, chú Cuội, cũng tiếng nhạc đêm trăng, cũng mâm cỗ trang trí đầy màu sắc. Các cô giáo mong muốn, dù chỉ qua màn hình máy tính, điện thoại, nhưng phần nào mang đến hương vị Trung Thu cho các con. Ban giám hiệu là cùng với 12 cô được cấp giấy đi đường, cũng muốn tổ chức chương trình Trung Thu trực tuyến cho các con. Và được phụ huynh rất là hưởng ứng để các con có thể tìm được một chút niềm vui trong thời gian dù nghỉ ở nhà. Chương trình được các cô giáo quay clip và chiếu cho phụ huynh, học sinh xem trên website, fanpage của nhà trường vào đúng dịp Trung Thu. Ngoài mang đến không khí Trung Thu cho học sinh, nhà trường cũng có những món quà nhỏ dành riêng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Học sinh có ba mẹ là công an, bộ đội, bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Nhà trường cũng qua đó muốn động viên đến các bạn nhỏ mà có bố mẹ là đội ngũ y bác sĩ, công an, bộ đội đang phục vụ ở tuyến đầu chống dịch. Được nghe tâm sự của các con, các cô đã cho các phụ huynh gửi lại những cái tâm sự của các con khi mà bố mẹ đi làm xa, các con phải ở nhà, không có bố mẹ thì các con có ngoan không? Các con đã làm gì để cho bố mẹ yên tâm công tác? Để động viên các con thì các cô cũng đã chuẩn bị những cái xuất quà gửi đến các bạn nhỏ. Các trường học trên địa bàn thành phố cũng tổ chức các cuộc thi trực tuyến để kết nối giữa nhà trường và học sinh trong những ngày này. Dù không thể có những cảm xúc trọn vẹn như những Tết Trung Thu trước, nhưng những tình cảm gửi gắm từ thầy cô ở mùa Trung Thu đặc biệt này hy vọng sẽ mang đến cho các em thêm những yêu thương.